Em thích lắm. Đây là ngày hạnh phúc nhất của em đó. Chuyện này đến với anh cũng khá bất ngờ. Nhưng có em rồi, anh sẽ đánh đổi tất cả. Thiệt không? Một người con gái yêu cuồng nhiệt như em á, thì anh làm sao có thể làm ngơ được. Nếu anh Vũ biết chuyện này thì sao? Chẳng sao cả. Còn ba má của em? Chuyện đó thì tính sao? Vậy còn chồng em nữa? Hắn chẳng bao giờ yêu em. Còn chuyện chăn gối, hắn như con gà vậy đó. Tốt nhất chúng ta nên giấu kín mối quan hệ này. Bây giờ mình về đi em. Thôi, em muốn ở lại một chút xíu nữa. Lực nhớ chỗ này không? Nhớ chứ. Chỗ này ngày xưa Tầm Gửi bị chích hụt. Xây là người hô hấp nhân tạo của Tầm Gửi chứ ai. Hồi trước á, Lực nè, Tầm Gửi, Sen, Sậy, bốn đứa tụi mình vui ha. Còn bây giờ tan đàn xẻ nghé hết rồi. Biết làm sao được. Tôi muốn làm cây tùng cây bánh. Nhỏ chứ gì gì. Ba má con mới về. Sương, ủa tao tưởng mày về bên chồng mày rồi chứ. Mày đi đâu giờ này mới về? Giờ đồng hồ coi 9-10 giờ đêm rồi đó. Má, nó đi công chuyện cho con. Đó, con đi công việc chứ con có đi chơi đâu. Hồi trưa tao điện thoại cho thằng Sậy thì nó còn mở máy. Từ chiều đến giờ nó khóa máy. Mày cũng vậy. Ủa, thằng Sậy là đứa nào? Dạ. Dạ, bạn làm ăn của anh Vũ. Con á, chỉ đi công việc với anh ấy thôi. Nè, nói thiệt đi, tại sao mày khóa máy? Em đi coi phim trong rạp thì phải khóa máy chứ làm sao. Nè, tiền của anh nè, không mẻ một đồng. Tiền công của tôi á, anh muốn trả là trả, không trả là thôi, tôi cũng không cần. Thằng Sậy đâu? Tôi đâu có biết. Lấy tiền xong á, là anh đi về. Còn tôi á thì đi mua sắm, đi coi phim. Nè, cầm đi. Đừng nói sao tao không nhắc trước cho mày. Mày cẩn thận đó, coi chừng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đó. Anh nói vậy là ý gì? Ừ, hiểu đi. Đúng là mơ mắt quá. Chắc lâu quá nó không đi Sài Gòn nên nó muốn ở lại chơi. Có vậy mà thằng Vũ cũng hạch hỏi nữa. Bà nuông chiều nó quá, coi chừng nó hư á. Nè, cũng phải để mắt tới nó một tí á. Coi chừng bên chồng nó vài bữa qua đây á, bắt lỗi mình á. Làm gì phải bắt lỗi? Nó ở không nổi thì nó về nhà cha mẹ ruột nó ở. Chuyện này mình không bắt lỗi họ, chứ cắt cớ gì họ dám bắt lỗi mình. Bà nói vậy á, mẹ con mà tính đi. Để tôi nghe cái lương. Em muốn ở lại thêm một chút xíu nữa. Lực cầm. Gì vậy? Tặng Lực đó. Mai mốt đi đám tiệc nhớ mặt nha. À, Tầm Gửi.
hả? Ai vậy? Ai mà gọi tôi chi giờ này vậy? Tôi, vợ của anh đây. Cô muốn gì? Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi muốn ly dị. Muốn gì thì để mai tính. Giờ cô cho tôi đi ngủ. Mất lịch sự. Alo, anh Sậy hả? Nè con. Dạ. Cắt cái này ra đi. Má thích cái món lẩu mắm này lắm á. Dạ, tôi cũng vậy á. Ồ, nước sôi rồi. Dạ. Từ từ thôi con, để nó văng tùm lum á. Dạ. Rồi, đậy lại đi con. Dạ. Chờ cho nó sôi đã. Sôi liền dở mà. Lâu lắm gia đình mình mới họp mặt đầy đủ như vậy. Quay đủ rau chưa? Đủ rau chưa vậy? Con để rau vô nha má. Ờ, để rau vô đi, để rau vô đi. Nè con. Dạ. Chị ba. Dạ. Đem nắp ra đằng sau. Má à, để con gấp cho má nha. Ừ. Mà thôi để con gấp cho ba trước. Chà mày. Nè ba. Này nó lo lắng cho ba nó dữ ha. Con mời ba. Nè má. Con rồi, mời má. Cảm ơn con. Ăn đi. Ừ, để đó đi. Má ơi. Má, con muốn ly dị. Sao? Sao con muốn chấm dứt hôn nhân với thằng Dạ? Má thì má thấy thằng Dạ cũng được. Bởi vậy cho nên hồi xưa nó hỏi con, má gả liền. Bây giờ mà con quyết định ly dị vậy thì theo má nghĩ, má cần nghe ý kiến của cả hai bên. Nó là đứa hiền từ, lại là con của chủ nhà máy xay lúa lớn nhất nhì ở huyện này. Con còn đòi hỏi gì nữa? Thôi, có tiếng mà đâu có miếng đâu ba. Ủa vậy là sao? Không có sao trăng gì hết á. Thì nói chung là con không thích sống với tên cù lần đó. Chịu nổi không? Hồi cưới á, cũng chính miệng nó hối cưới. Bây giờ nó ly dị cũng hối, là sao? Tôi lớn rồi, tôi tự quyết định. Tôi thích á thì tôi sống, tôi không thích á tôi ly dị. Đó là quyền của tôi. Bữa nay á, tôi thông báo á, chỉ là thủ tục thôi. Chứ cái gia đình này không ai được quyền ý kiến gì cái chuyện của tôi hết á. Mày nói với ba má kiểu đó hả mày? Trong nhà này không có chứa thứ con cái mất dạy như mày cơ chứ. Ủa, xin lỗi anh nha. Chỉ có ba má mới có quyền được nói tôi thôi. Anh lấy cái quyền gì chứ? Mày, Vũ, có kia. Thôi con. Anh dám đánh tôi hả? Tại sao mày dám đánh nó? Má không thấy thái độ của nó sao? Mày khôn hồn. Về bên nhà chồng của mày lại lục xin lỗi người ta đi. Ủa, anh đạo đức hồi nào vậy? Anh tưởng anh làm gì tôi không biết hả? Mày, thôi. Con này. Cái nhà này loạn hết rồi. Anh nghe em. Anh Sậy hả? Em mới bị đánh. Sao vậy? Ai đánh em? Anh Vũ. Tại sao lại đánh? Chẳng lẽ ở nhà biết chuyện của tụi mình hết rồi hả? Làm sao mà biết được? Tại em. Mà thôi, vài bữa nữa gặp nhau, em sẽ kể hết cho anh nghe. Vậy nha. Chào em. Chào chị Thu. Ủa, trời ơi, trưa nắng vậy á, anh tới đây có chuyện gì không vậy anh Tùng? Tôi đi lên ấp trên vận động một số bà con vài bữa nữa đi thu gom lại mấy cây thuốc trừ sâu đã sử dụng xong, còn quăng bừa bãi ở ngoài ruộng, tập trung lại một chỗ để dễ xử lý. Trời ơi,
Chuyện đó thì thiếu gì người làm. Anh chỉ đạo cho tụi nhỏ nó làm. Đây là công việc ngoài giờ. Tôi thấy một số bà con mình có thói quen sử dụng thuốc trừ sâu xong quăng bừa bãi ở ngoài ruộng, rồi quăng xuống kinh xuống rạch, gây ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước. Ừ, đó là thói quen. Họp mấy lần trước á, tôi cũng có nghe anh nhắc nhở. Đúng, chuyện này tôi cũng đã nhắc nhở nhiều lần rồi, nhưng mà kết quả thì không như mong đợi. Bây giờ phải sắn tay vô làm thôi. Tội nghiệp Tầm Gửi, vừa phải đi dạy học, vừa phải tham gia công tác xã hội. Hồi sáng giờ chú cháu tôi mệt lả người luôn. Anh ở đây, còn Tầm Gửi đâu? Tầm Gửi còn ở trên ấp á. Tầm Gửi cùng một số thanh niên của xã đi vận động mấy đứa nhỏ đang nghỉ học rồi, phải đi học trở lại. Thôi, cũng trưa rồi, mời anh ở lại ăn với tôi bữa cơm nha. Chị nấu cơm nhiều không mà mời tôi ở lại ăn cơm? Ủa, mà thằng Lực với hai đờn đâu mà tôi không thấy? Tụi nó ở ngoài đìa cá, cá cũng sắp bán rồi, cho nên tụi nó có vẻ mừng lắm. Công nhận, mới đây mà mau thiệt. Lứa cá này là lứa cá đầu tiên của hợp tác xã mình xuất bán. Vài bữa nữa tôi với chú Bách sẽ lên huyện lấy quyết định. Quyết định gì vậy anh? Huyện đồng ý cấp đất cho mình xây dựng nhà máy chế biến thức ăn cho cá. Vậy là mọi việc trơn tru rồi. Có nhà máy này á, bà con nuôi cá tụi tôi yên tâm, yên tâm về cái nguồn nguyên liệu. Một quy trình khép kín, đảm bảo đúng yêu cầu và chất lượng của nhà xuất khẩu. Chắc chắn rồi đây, con cá da trơn của mình sẽ làm mưa làm gió trên thị trường nước ngoài cho chị xem. Uống nước đi anh. Tụi bay tái chi cho mệt, để tao xuống chích cho. Thôi, tụi tao sợ lắm. Đúng rồi. Đang đó. Làm gì đó? Dạ, đang tái cá. Ủa, cô tới đây chi vậy? Mấy bữa nay các con nghỉ học, cô nhớ tụi con lắm. Thiệt hả cô? Thiệt. Nào giờ, em mới nghe cô giáo nhớ học trò đó. Tụi bay tái chi, để tao chích cho, có gì mà sợ. Nè nè nè, thôi, làm gì vậy? Định chích điện cá hả? Tại sao lại chích điện cá vậy chứ? Con làm vậy á nguy hiểm lắm á. Làm như vậy rồi cá lớn cá nhỏ chết hết. Cá lớn tụi con đem đi, cá nhỏ để lại cũng chết rồi. Làm sao cá lớn lên được mà cá lớn cũng không sinh sôi nảy nở được. Lấy đâu ra cá mùa sau mình bắt nữa. Đúng rồi. Hồi xưa lúc còn nhỏ, em nghe ba em nói ở đây cá nhiều lắm. Bây giờ càng ngày cá càng ít. Rồi sao mấy bữa nay không chịu đi học? Con không có rảnh, ở nhà nhiều việc lắm. Còn con? Còn con, má con đẻ. Khi nào em con lớn thì con mới đi học được. Thôi, mấy đứa ngày mai là đi học hết, nghe không? Không có được nghỉ học nữa. Để lát nữa cô qua nhà cô gặp cha mẹ cô nói chuyện cho. Bây giờ thì leo lên, nhanh lên, qua bên kia sông tắm cho sạch sẽ, không có bắt cá kiểu này nữa. Rồi, đi. Đây cô bồng con. Coi chừng nó chọi trúng con kìa. Mày muốn con cũng học bơi giống mấy anh nha. Má lứa cá này má mừng lắm. Coi như trời không phụ công lao của anh em mình. Số tiền hôm trước mất coi như là của đi thay người. Mình trúng được cá này á, đủ tiền cho em cưới vợ rồi đó. Nhưng mà em cưới ai? Thì cưới Lan chứ cưới ai. Trời, má có chịu đâu mà cưới. Em ráng cố gắng thuyết phục má. Em với má chắc chưa gặp nhau ở một điểm nào đó. Má nói Lan làm cái nghề khó coi, con gái gì mà đờn ca hát sướng. Anh biết chứ, má không thích Lan ở điểm đó. Đã nhiều lần
má buộc em phải chia tay với Lan. Má muốn em cứ tầm gửi. Ý em sao? Ý của anh hỏi vậy là sao? Có gì đâu. Em biết, em đi guốc trong bụng trầm gửi. Cô ấy chẳng yêu ai khác ngoài anh. Còn em chẳng yêu ai khác ngoài Lan. Chuyện của anh với chị Sen không thành. Thôi, đừng để chị tầm gửi chờ đợi nữa. Anh hãy cho chị ấy một cơ hội. Nếu mà anh mà cứ tầm gửi thì ước muốn của má coi như đã xong. Anh biết điều đó chứ. Nhưng có lẽ con tim anh đã chai sạn khi đứng trước bất kỳ một người phụ nữ nào, ngoại trừ Sen. Bây giờ anh chỉ biết lấy công việc làm niềm vui thôi. Em có linh cảm con sông quê mình vẫn còn đó. Nước sông vẫn chảy, vẫn đục ngầu một màu của phù sa. Mọi thứ xung quanh gần như thay đổi. Chỉ có anh. Cũng đã nhiều lần anh nghĩ đến tương lai. Nhưng liệu mình có đem đến hạnh phúc cho người ta được không? Tình yêu phải trọn vẹn em à. Thương hại đó là sự sai lầm, mà hậu quả cả người cho và người nhận đều phải gánh chịu. Em có cảm giác tầm gửi sẽ chịu anh tất cả, miễn sao anh cho cô ấy một chút tình yêu. Đàn ông ai làm vậy? Tầm gửi đẹp, hiền, thật thà. Cô ấy xứng đáng được hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất. Vậy là anh vẫn quyết định chờ chị Sen à? Trời, chào không thèm trả lời. Rớt tiền cái đâu đâu? Đồ vô duyên. Vô duyên gì? Tiền trong túi ông á, một xu cũng không rớt nữa mà bị đặt. Ê, mới nói gì? Mới nói gì hả? Ông nói câu gì thì nói nha, không có nói tôi vô duyên nha. Thua rồi rồi, bây giờ quạo. Nhìn cái mặt là biết rồi. Tôi có cờ bạc cả đời á, cũng chưa hết tiền nữa. Còn bà á, liệu hồn cái thân à. Đừng có xí vào chuyện gia đình của người khác. Có ngày gặp quà à. Trời sợ quá, hết hồn à. Gặp quà hả? Cảm ơn nha, cảm ơn ông anh đã nhắc nhở em nha. Có ngày gặp quà. Sao? Gì? Nói sao? Hồi nãy ông mới nói câu gì? Tôi đánh bài cả đời cũng không hết tiền hả? Tiền của ai? Tiền của ai? Hả? Đừng có nói là tiền của thằng rể nha. Trời ơi sắc. Suy cho cùng á, thằng rể chỉ là người dưng thôi, không có gì mà hay ho mà tự cao tự đại. Chá. Nè, bà đừng tưởng là bà làm gì tôi không biết nha. Biết gì? Cách đây mấy bữa bà lén lút chắc vợ tôi lên chợ thăm con Sen, phải không? Ủa, tôi đi giữa thanh thiên bạch nhật mà tôi đâu có lén lút đâu. Rồi sao? Làm gì tôi hả? Không những tôi dẫn bà súng đi, mai mốt tôi còn dắt thằng Lực đi lên gặp con Sen luôn kìa. Bà dám? Không dám. Làm gì tôi hả? Dám làm gì tôi không hả? Bà dám? Tôi thưa bà cái tội phá gia can người khác. Thưa đi. Sao? Trời ơi, hồi xưa mình ưng ổng, bây giờ mình hạnh gì ta? Trời ơi, thành thị nở rồi. Hết hồn à. Thằng quỷ, núp đầu sau lưng tao vậy? Dạ. Ủa, nay ai nhập gì tám mà đứng nói chuyện mình hả? Ông nội mày nhập tao. Vô duyên hả? Ủa, gì chú Nhông gây lộn hả? Mày nhìn cái mặt tao hầm hầm sát khí, mày không thấy sao mà còn hỏi nữa? Mày kiếm tao hả? Tao có. Qua nhà gì hai, có chút chuyện. Chuyện gì? Chuyện nít người lớn hỏi chị. Mày tin là tao lấy cái chai nước mắm tao đổ lên đầu mày, nó văng nước mắm mày tắm tự trên đầu mày tắm xuống không? Hả? Thì nói chung là qua gặp tía con
nói chuyện. Chuyện gì? Chuyện gì? Nói tao nghe chuyện coi. Tình cảm. Chuyện tình cảm của tía mày. Là sao? Là sao? Thì là đang tiến triển tốt đẹp. Trời. Tiến triển hả? Trời, không lẽ sao kỳ vậy ta? Dạ chú. Chú gặp con một chút. Dạ. Có chuyện gì không chú? Chú muốn bàn với con một chuyện. Chọn đất để xây dựng nhà máy chế biến thức ăn cho cá. Vậy là mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp hả chú? Đúng. Còn hơn cả mong đợi. Bây giờ chú muốn con đi với chú gặp chú Bách ở bên công ty. Dạ đi chú. Má, chiều nay má với hai đần cho cá ăn giùm con một bữa nha. Con cứ đi đi. Ở nhà má lo được mà. Dạ. Thôi bây giờ chú cháu tôi đi. Cảm ơn chị, bữa cơm trưa nay nha. Con đi nha má, đi chú. Đây là bản thiết kế mới, đã chỉnh sửa đúng theo yêu cầu. Chà, như vậy là quá tốt. Chúng ta phải tiết kiệm. Bây giờ chỉ còn chờ giấy quyết định ở trên huyện. Khi nào mọi việc xong xuôi, tôi với anh đi coi ngày động thổ. Dạ, tôi nghĩ việc mà xây dựng nhà máy á, thì cũng phải mất ít nhất là 3 tháng. Cho nên bây giờ tôi phải nhờ đến em Lực đi một chuyến. Dạ. Chúng ta phải lên miền Đông mới được. Hợp đồng lại với bà con cho chắc. Về cái nguồn nguyên liệu chế biến, đúng không? Dạ được. Nhưng mà ráng chờ em vài bữa nữa nha. Sau cái đợt thu hoạch cá này mới đi được. Được, không gấp gáp gì. Dạ. Người của anh báo lại với nhà em là khi nào qua cân cá. Dạ em cũng rõ nữa. Để chút về em hỏi lại má em coi. Nghe báo lại là lưới cá này thắng lớn đúng không? Nói chung là đặt yêu cầu phải không? Dạ cũng được. Sao? Đợt này anh bắt bao nhiêu bè? 8 bè. Chà. Nè, sẵn tiện tôi báo cho anh một tin vui. Gần 10 hộ đăng ký xin vào hợp tác xã của mình nữa đó. Như vậy chứng tỏ là mô hình nuôi cá bè của mình là một mô hình hiệu quả. Có hai chuyện. Thứ nhất là những hộ đã từng vay vốn của hợp tác xã của mình. Dạ. Kỳ này mà thu hoạch cá thắng, họ sẽ trả vốn lại cho mình. Thứ hai là những hộ đã từng nuôi cá bè ở trên sông, nếu như họ muốn phát triển nghề nuôi cá ở trong ao đìa, thì bằng cách là mình khuyến khích họ nuôi cá theo mô hình của tôi vừa nói. Dạ chú. Với lại con thấy cái số đất ruộng dọc ven sông á, trồng lúa thì cũng được, nhưng mà hiệu quả kinh tế không cao. Hay là sẵn có cái mô hình nuôi cá ba sa trong vuông trong đìa này nè, mình nên khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn bà con đi theo cái mô hình này, con thấy ổn hơn đó. Có như vậy á, cái nguồn cá ba sa xuất khẩu sẽ ổn định. Anh á, ủng hộ hai tay hai ý kiến của anh Tùng với em luôn đó. Dạ, kỳ này nha. Chú, nhà cũng phải làm 4 điều mới được. Dạ. Làm dữ hả? Tính kiếm tiền cưới vợ phải không? Đâu có, làm thì làm thôi chứ vợ con gì.
Nhức đầu uống thuốc chưa? Ai đời trưa nắng mà đủ mấy nhỏ ra bắt cá tắm sông nữa. À, phải vậy mới dụ mấy đứa nhỏ đi học chứ. Thôi, bớt công việc lại đi. Cứ làm vậy hoài, biết tới chừng nào tôi mới có được rể đây. Má sợ con gái của má bị ế rồi phải không? Chứ còn gì nữa. Nè, nếu coi được thì ưng đi con. Con cũng có người theo đuổi á, mà tại con không chịu. Ai vậy? Bữa nào con dắt về cho má coi mắt được không? Người đó má biết á. Sậy đó. Ai cũng được, trừ thằng đó. Mà con cũng cẩn thận tìm cách né tránh nó đi nha. Đừng làm cho nó ghét. Nó hả, là thằng tiểu nhân đó. Má nhớ tới cái vụ nó gửi hàng cho má hả? Nó hại má. Xém chút nữa hả má đi tù luôn á. Má yên tâm đi, con cũng phải tìm người tốt để con trao thân chứ. Con nè, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Má không có khuyến khích con chờ đợi, nhưng phải tìm cho mình một cơ hội để mưu cầu hạnh phúc chứ con. Dì hai. Cái gì vậy? Bây giờ á, dì hai để cửa hàng cho chị Tầm gửi coi đi. Dì hai qua nhà con có chuyện gấp. Chuyện gì? Tía con bây giờ quá lắm rồi, ổng không có nghe lời con nữa. Trời ơi, mày phải nghe lời tía mày chứ sao tía mày phải nghe lời mày? Thì đó. Mà tại chị Tầm gửi không á. Sao tại chị? Không biết chị nói gì với lại tía em á. Giờ ổng bắt em phải đi học, không cho em nghỉ học. Nè, đi học biết cái chữ là tốt, chứ có cái gì xấu đâu. Thì biết là vậy đâu. Nhưng mà giờ em mà đi học á, không ai lo cho tía em. Tía em bây giờ giống như là người tàn phế vậy đó. Thôi đi, đừng có nói quá như vậy. Chú Cai á, chỉ bị trặc xương, nằm nghỉ vài ngày là khỏe lại thôi. Làm cái gì mà trở thành người tàn phế giống như em nói vậy? Tía em nói hả? Giờ ông cảm thấy cũng cô đơn trong lòng lắm. Ông ước gì có người lo cơm cho ông ăn, lo nước cho ông uống, lo buôn lo bán cho ông, lo tất cả cho ông. Bây giờ ổng nằm cho con y như là con rầy à, bị trúng thuốc à. Hay quá ha. Tôi tía mày quá ha. Trời ơi. Ê, tính qua đây tán tỉnh rồi còn hôn giùm tía mày đó hả mày? Chị Tám hả? Chị nói gì tôi không hiểu. Tôi đi guốc ở trong bụng cha con nó đó chị ơi. Tưởng gì Tám về rồi theo con chị hả? Tao thấy mày có hành tung bất thường, tao phải đi theo mày chứ. Thôi tôi hiểu ý chú rồi. Chú nhỏ, tôi sẽ giúp chú, với điều kiện là chú phải đi học. Dạ, vậy đi. Dì hai đi với con nha dì hai. Mày đi đâu? Dạ, đi qua nhà con. Chi vậy? Má, má chạy qua bển chút đi, con coi cửa hàng cho. Đi, đi dì hai. Hồi trưa kho cá cho ông ăn, quên lấy cái mật ra, đang nhét hay như thuốc. Ông ăn không được luôn. Trời ơi, hèn chi mày lớn hoài, mày lớn không nổi à. Cái thằng này kho cá mà để nguyên cái mật ở trong nó đắng ngát làm sao mà ăn. Hèn gì, ý trời ơi trời. Bữa nay mọc râu rồi kìa trời. Lớn được chút rồi đó. Tao phục tiếc con mày quá à. Đi. Nở nè má. Dạ, đi với con nha. Đi. Dạy, cho con trả thuốc nốt nè. Trả tiền. Dạ, cho con ơi. Thôi cho nó đi má. Dạ. Thôi đi đi. Tao khổ cha con mày quá. Chà, cái vụ này có bộ tiến triển tốt đẹp đây. quên. Bán cho dì cái hộp nhựa nhỏ nhỏ để đựng ba cái đồ lặt vặt coi. Dạ. Với lại cái lẩu seafood luôn con. Dạ. Nhiêu đó tầm gửi? Dạ, 107 ngàn. Ừ, tầm gửi nè. Dạ. Hôm nào con rảnh á, đi lên thăm con Sen một chuyến đi. Thì con cũng tính như vậy đó. Nhưng mà nhiều việc quá. Từ hôm đám cưới tới giờ,
Con biết là con sen nó không có về lần nào hết trơn á. Nè tiền nè con, tội nghiệp con nhỏ, chắc là nó muốn chạy trốn tất cả đó mà. Thôi dì về nghe. Dạ. Ôi, anh ơi. Thôi anh, tôi đi. Mày mà tới đây phá nữa, tao không tha mày đâu. Đi vô, có sao không? Đi vô. Ngon lắm. Rầy nâu là một loài rất ưa ánh sáng. Mình dùng đèn, mình rọi như vậy, rầy nâu thấy ánh sáng sẽ tập trung lại. Mình dùng vợt để bắt rầy nâu. Đó, dạ. Cái phương án như vậy rất là hiệu quả. Nhưng mà ở đây tôi chỉ thí nghiệm cho anh biết thôi. Dạ. Bằng cái loại đèn pin này, mai mốt chúng ta bắt rầy nâu bằng cái loại đèn to hơn. Vậy lúc đó ngoài đồng sáng lắm. Đây đây, anh cầm giùm tôi đi, để tôi thí nghiệm cho anh coi. Đây đây đây, đây rầy nâu thấy ánh sáng. Rầy nâu sẽ tập trung theo ánh sáng, chúng ta dùng vật để bắt. Đây đây, đó. Rầy nâu sẽ bị kẹt lại trong vật. Đó, cứ thế mà chúng ta bắt. Đây đây. Đó. Rồi. Đây, đây, nhìn thấy chưa? Đó. Nó lọt vô đây. Hay quá chú Tùng. À, ta. Ôi trời, sao còn ngồi đây? À... lẹ lẹ lên đi qua bển để chị Thu chỉ chờ. Ừ, chờ tôi một chút. Tôi sạn mớ nếp này á, chút qua bển tôi nấu xôi nấu chè. Nè, bà Thu kỳ này trúng lớn rồi. Ừ, được vậy cũng mừng. Mà số cá đợt này á, bán ít nhất cũng được mấy trăm triệu à. Ừ, chứ sao. Nè, tôi tính á, lát qua bển á, tôi nói với bà Thu á, là nhờ chị á, nói giùm tiếng để mà tôi xin vay vốn ở bên cái hợp tác xã tín dụng xanh đó, để mà đào đìa nuôi cá. Ủa, bộ tính không trồng lúa nữa hả? Sao không trồng? Nhưng mà đám khác, cái đám sát bên nhà đó, là tôi để đào đìa nuôi cá bà xa. Chà, coi bộ chiến này tính làm ăn lớn hả? Trời, chứ sao. Thôi lẹ lẹ lên, để bà chờ. Ừ, xong rồi nè. Ừ. Chờ tôi chút nha. À, kệ nó đi, chơi đi. Đó, mày thấy lời của tao nói đúng không? Kiếm chuyện với người ta ăn chi, để người ta đánh cái mặt như cái mền á. Chiều nay mày chở nó lên trạm xá, cho người ta khám coi sao. Ngày mốt là có chuyến rồi, mà bây giờ nằm như cái thây ma vậy, còn làm ăn gì được nữa. Tao không có rảnh chở đi. Mày có rủ lòng từ bi á thì chở nó đi. Vụ này á mà ông xảy với ông Vũ biết được hả? Mệt á. Rồi mày cầm cái miệng. Cầm cái miệng rồi hết đi. Tao không cần tụi bay lo. Nếu chuyện này ông Vũ với ông Sậy mà có hỏi thì tụi bay nói. Nói sao? Nói mày bị ông chích, hay là nói thiệt mày đi nhậu bị người ta đánh hả? Tới mày kìa. Ăn mày. Ủa, hả? Anh Sậy. Tụi mày rảnh quá ha. Chứ tụi bay trong cái nhà này á, chắc có ngày công an vô bắt hết cả đám. Mấy cái ghe đăng cá để tụi bay giả dạng làm ăn á, mà tụi bay không có ngụy trang tốt, lưới thì rách đục, đăng lưới thì hư. Tụi bay làm vậy á, thì một đứa con nít cũng biết tụi bay á, là những thằng mượn lưới cá để làm chuyện mờ ám. À,
Mặt mày bị sao vậy? Bị sao vậy? Nó bị sao? Từ này sắp tới tao cấm tụi bay bước ra ngoài. Nếu có hàng thì đi, xong tụi bay phải xuống ghe đi lưới cá. Chứ tụi bay mà làm ăn cái kiểu này á, chắc tao với ông Vũ có ngày vô nhà đá. Alo, Sương hả? Vậy là đợt này nhớ chiêu đãi bà con đó nha. Hay quá, lần này không những gì thu trả được nợ mà còn có lời to nữa đó chú. Vậy hả? Dạ. Con nhỏ này. Nhưng mà công lao lớn nhất vẫn là lật dân hai đờn đó. Nè, vô nhà phụ tôi với, người ta bắt cá gần xong rồi kìa, phải đãi người ta ăn chứ. Tôi với con Lan làm không có sợ. Thôi được rồi, để con vô đi. Vô phụ luôn, vô phụ luôn. Dạ dạ, đi anh. Sau đợt này á, tôi tính đào thêm một vuông để nuôi cá Ba Sa. Anh thấy sao? Chuyện này nằm trong kế hoạch của hai đời với Lật mà. Dạ con mời bác. Dạ mời bác tôi uống nước. Dạ, bưng cho chồng ly nước coi. Nhìn con bé cũng dễ thương chứ. Cái gì coi cũng được, chỉ có cái tội là làm cái nghề gì mà kỳ cục quá. Gì nữa? Chuyện gì nó lẹ đi, tôi đang gấp. Ngày mốt có chuyến, mày sắp xếp cho tao đi giống thằng già với cụ lỗi nha. Tao không muốn đi chung với bánh. Chuyện gì nữa đây? Hồi nãy tao điện cho mày, máy mày kẹt. Giờ tao báo cho mày biết luôn. Cách đây mấy bữa, thằng Mánh á, đi nhậu trong quán đần ca tài tử rồi đánh lộn. Cái mặt của nó, tao không muốn làm chung. Ông yên tâm đi, cái vụ này á, để tôi giải quyết. Ê, ê, khoan. Còn chuyện gì nữa? Có tiền không? Đưa tao 2 triệu ăn cơm coi. Cái gì? 2 triệu ăn cơm? Ông nướng vô sòng bạc thì có. Trời ơi, giỡn đường đã lớn vậy. Đây nè, tôi không phải ngân hàng đâu. Đến ra. Tổ bà đó, kêu đưa 2 triệu, đưa 200 à. Vậy mà còn xí giả nữa. Nước đâu Tửng ơi? Nè, ăn cho mập thay vô rồi chui ra chui vô cho khó. Tại ai? Tại mày hết đó. Tại mày nên cả đám mới lên ghe ngủ nè. Tối nay mà mưa một cái á, ướt chuột lột cho coi. Tao nói rồi, ông sậy thế nào cũng biết chuyện này mà. Hai thằng bay không lèm bèm không được hả? Còn ngồi đó nữa, xuống dọn ghe đi, tối ngủ. Nhìn gì, dọn ghe đi. Mày nói ai vậy? Nhấc cái mông lên. Tự nhiên bị xuống ghe ngủ. Vô duyên đâu. Vô. Chào mọi người. Ngồi xuống đi chú. Ngồi xuống đi anh Tư. Ngồi đi chú Tư. Lực đưa chén đũa cho chú. Rồi. Dạ. 2, 3. Vô. Wow. Cá Ba Sa. Cá Ba Sa. Coi như bước đầu á, chúng ta thành công. Kỳ này lưới cá của chị Thu á
là nuôi đúng theo yêu cầu tiêu chuẩn xuất khẩu. Sau bữa tiệc này, kể từ ngày mai á, hợp tác xã và quỹ tín dụng xanh của chúng ta sẽ tiếp tục kết nạp thêm nhiều hộ nuôi cá mới. Kể từ ngày mai á, mình sẽ tổ chức thu hoạch 6 bè cá của 6 hộ nuôi mới. Thôi, vậy bà con nâng ly. Chúc mừng sự đoàn kết và thành công của chúng ta. Vô! Khoan. Trước khi mọi người nâng ly á, tôi muốn nghe ý kiến của anh Tùng, người đã bỏ công sức và tâm huyết để xây dựng hợp tác xã và quỹ tín dụng xanh của chúng ta. Đúng rồi đó. Thưa bà con, nhìn những mé cá thu hoạch sáng nay, tôi rất vui. Bởi vì kể từ ngày hôm nay, với sự đoàn kết cộng với đức tính siêng năng cần cù chân thật của bà con cá Ba Sa bắt đầu phát đi những tín hiệu tốt đẹp. Coi như cuộc sống của những người nuôi cá bắt đầu được đền bù. Sẵn đây tôi xin thông báo với mọi người, kế hoạch nuôi và phát triển cá Ba Sa là một trong những chủ trương của nhà nước đối với tỉnh nhà của chúng ta nói chung, và nói riêng là địa phương chúng ta sẽ trở thành một khu vực trọng điểm để nuôi và phát triển của cá Ba Sa. Chưa hết đâu. Xưa nay những hộ nào đã từng nuôi cá Ba Sa ở trên bè thì cũng có thể nuôi con cá Ba Sa ở trong ao đề vuông với một quy trình khép kín, sạch và xanh. Hay quá. Những người nào có nhu cầu liên hệ với ban chủ nhiệm hợp tác xã quỹ tín dụng xanh đó, thì gặp anh Bách đó, phụ trách về tài chính. Còn cháu Lực đây, dạ, phụ trách về khâu kỹ thuật nuôi và chăm sóc. Dạ. Chúng ta cùng phối hợp với nhau để phát triển. Dạ. Rồi, mời vô. Dạ, vô. Uống anh Tư. Vô cái vô. Đi, bữa nay vui quá, tôi đăng ký một đìa nghe. À. Nè, tôi đăng ký một đìa nữa nha. Dạ. Chú Tư, trời ơi, kỳ này mình trúng cá rồi. Mình đờn cho nó rôm đã cái coi. Chú đờn, còn Lan nó kè đi chú. Đờn đi, Lan nè. Con hát hay, con hát một bài nghe chơi. À, chú Tư, đờn cho giờ con hát một bài đi chú Tư. Con hát bài, mọi người bài gì đây? Dạ, vậy con hát bài Gánh Nước Đêm Trăng. Được đó. Sương thu lạnh bao trùm khắp nẻo, trăng đêm nay dịu dịu cả không gian. Tôi với anh gánh nước gánh đình làng, mùi cỏ dài mơ màng trong đêm vắng. Nước giếng trong giữa đồi cát mình, ánh nguyệt mờ soi đôi bóng dâu. Hay quá. Dưới trăng khuya tôi với em quải gánh ra về, giữa không trung tiếng sáo diều khoan nhạc như tiếng hẹn hò của đôi mảnh tình quê. Anh trước tôi sau cùng sánh vai nhau đi giữa đường mòn, chỗ chia tay để trở về xóm nhỏ. Phải đi làm ăn nơi miền rừng sâu núi thẳm, trước khi đi tôi còn căn dặn em rằng em có thương tôi thì đừng dối lấy chồng, tôi sẽ ra đi miền viễn xứ nơi quê người vẫn giữ giả chờ mong. Dinh lòng hai chữ nghĩa
Thằng cha Vũ nghi rồi đó. Còn ba má của em? Hai ông bà thì vô tư, không có biết gì hết. Nhưng mà em có cảm giác hình như là ông Vũ không có thích anh. Nhưng anh đâu có làm gì mà ông không thích. Em cũng không biết nữa. Chắc là có sự tác động của bà Sen á. Cũng có thể. Anh Vũ của em á, giàu lắm em biết không? Biết. Giàu cha giàu mẹ thì ham, giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn. Anh Vũ không giúp đỡ gì cho em sao? Giúp hả? Chuyện gia đình em đổ vỡ, mới về ở có mấy ngày à, mà ổng á kiếm chuyện làm khó đánh em, rồi còn hăm đuổi cổ em ra khỏi nhà nữa. Cái nhà đó sau này bà Sen sẽ là người quản lý á, em á cũng phải xách gói ra đi á khi mà ba má em qua đời. Nghĩ lại thấy con Sen nó sướng, đúng là đẻ bột điều. Chẳng lẽ em chịu nhục rồi buông xuôi tất cả à? Anh không nghe người ta nói hả? Nữ sanh thì ngoại tộc, em làm được cái gì chứ? Tội nghiệp em quá. Anh đã lỡ ăn ở với em rồi, anh nghĩ anh phải có trách nhiệm với em. Nếu thực sự thằng cha Vũ nghe lời con Sen, thì em với anh phải có kế hoạch cho tương lai. Mình không làm thuê nữa, mà mình phải làm chủ. Để thực hiện được điều này, anh cần em giúp đỡ. Anh muốn gì em cũng chiều. Muốn làm gì thì cũng phải có tiền. Em lấy tiền của anh Vũ đưa cho anh nha. Em đang bằng cách nào? Em cũng không biết nữa. Em phải tiếp cận được két sắt và cố gắng lấy được chìa khóa của anh Vũ, rồi dùng cục xà bông in dấu chiếc chìa khóa lên đó. Cẩn thận nha em. Nhưng mà lỡ anh Vũ phát hiện thì sao? Thì em cứ đổ lỗi hết cho con Sen. Được vậy thì tốt rồi. Trước mắt em cố gắng tìm hiểu mấy chỗ làm ăn của anh Vũ trên Sài Gòn. Em sẽ làm. Đó là công việc tương lai. Anh yêu em. Em yêu anh. Cô Sen ơi, cô Sen. Chuyện gì vậy chị ba? À, chiều nay mình có ra bến chợ đón mấy cái ghe đặng mua cá không? Có. Chà, coi bộ cô có cảm tình đặc biệt với chủ ghe Tắc Ráng à nha. Tại thấy hoàn cảnh ông ấy khổ quá, không có gia đình nên tôi thương. Thôi, chiều nay mình ra gặp ổng. À, còn chuyện này nữa nè, tôi ra chợ mượn đọc, rồi tôi lấy luôn đem về đây, cô đọc đi. Đặc biệt á nha, là hai cái trang cuối nè. Đó, cô nhìn thấy ác chưa? Anh Vũ. Anh Vũ. Anh Vũ. Em hả? Có chuyện gì không em? À, kêu anh về ăn sáng phải không?
Vậy mới là vợ ngoan của anh chứ. Ừ. Gì vậy? Bây giờ anh làm tới những chuyện như vậy nữa phải không? Chuyện gì? Anh ác lắm. Anh giúp cho những kẻ vô lương tâm buôn bán thuốc quá đắt như vậy. Nhiều người uống lầm thuốc sẽ mất mạng đó. Anh chỉ lo kiếm tiền thôi, còn có chuyện sau đó mà chưa chắc là mấy cái người đăng trên báo này là uống thuốc quá đắt của anh nữa. Anh đừng có ngụy biện. Kiếm tiền có nhiều cách, sao không chọn cách nào cho nhân bản hơn đi? Thôi im miệng lại đi. Phần cô làm vợ chưa xong mà cứ xen vô chuyện của chồng. Tôi là tôi chịu đựng cô nhiều lắm rồi. Nhiều lúc tôi cứ tưởng mình là thằng điên kìa. Từ giờ trở đi, tôi cấm cô không được xen vào bất cứ chuyện làm ăn nào của tôi. Đứng lại, tôi nói chưa xong mà. Tôi nói đứng lại. Ba ơi, má ơi. Dạ, ông bà đi chùa rồi cô. Làm tôi ly trà đá coi. Dạ. Mày đi đâu sáng giờ vậy? Thì tôi qua bên nhà chồng tôi làm các thủ tục ly dị chứ đi đâu. Suy nghĩ kỹ chưa? Câu đó sau này tôi hỏi là anh đó. Mày nói vậy là sao? Tự hiểu đi. Chị ba, có ly trà lá cũng lâu nữa. Hả? Số thằng sảy. Alo, em nè. Dạ, em nè. Ờ, biết rồi. Tối nay em sẽ không gọi. Vụ cá này dì thu trúng, tầm gửi cũng thấy mừng. Đủ tiền trả lại cho quỹ tín dụng xanh. Phần còn lại má lực đến đầu tư đào đi nuôi cá tiếp. Tầm gửi nghe chú Tùng nói vài bữa nữa lực đi Đồng Nai phải không? Ừ, đi lên trịnh ký hợp đồng mua nguyên liệu để dì sản xuất thức ăn cho cá. Ít bữa nữa khởi công xây dựng nhà máy, chắc lực lu bu lắm ha. Ừ, lực phải phụ anh Bách với chú Tùng chứ. Ừ, tầm gửi kẹt dạy thêm cho mấy đứa học trò. Nếu không hả, tầm gửi sẽ nói với lực cho tầm gửi đi Đồng Nai một chuyến. Thôi, lực đưa tới đây được rồi, lực về đi. Ừ, lực về nghe. Ừ. Bây giờ còn ngâm bè chưa thả cá mới nên lực còn rảnh. Trưa ngày mai lực với hai đơn với cô Lan đi chợ huyện chơi. Tầm gửi đi không? Đi. À, đợt này trúng cho nên là đi chợ huyện sắm vàng phải không? Trời đất, làm gì có. Lỡ cá này trúng nên má thu cho tụi lực mỗi đứa mấy triệu. Thôi. Thằng hai đờn nó tính mua quần áo, còn lực thì tính mua sách với lại mấy cái chương trình phần mềm diệt virus. Vậy mai gặp ha. Ừ, vậy cẩn thận nha. Ừ. Cho tụi bay đó. Mặt mày đang sưng. Cái này là khô mực nha.
Dạ mời anh. Ăn dạ. Đi. Tụi bay lấy đủ lượng xăng dầu cho chuyến đi kế tiếp chưa? Anh Vũ hỏi mày kìa. Dạ đủ anh. Tốt. Dạ chuyến ghe lần này hàng gì vậy anh? Mày hỏi gì vậy? Em thấy là lúc này anh vô mánh. Tao không có dạ gì chơi mấy cái thứ hàng nhạy cảm. Em muốn nói chuyện này á, không phải là mắng giống anh, nhưng mà buộc lòng em phải nói. Chuyện gì? Liên quan tới ông Nhạc tao hả? Lúc này ông hay làm khó quá. Cái gì ông cũng dòi tiền, mà ông còn ra vẻ phách lối nữa chứ. Tao mày em có đi không? Dạ có. Nhưng thật sự em chẳng muốn. Tại vì em nể anh thôi. Thôi được rồi, để đó tao tính. Nè, ăn đi. Dạ. Dạ con chào Dượng. Ừ. Trời đất, tới mịt gì mà mày xuống đây chứ gì con? Dạ ba nè, rể nó về nè. Con cơm nước chưa? Dạ con ăn rồi. Ừ. Dượng với lại má con á tính lên thăm con Sen nhưng chưa có đi được. Sao chừng nào bay cho Dượng á được ẩm cháo đây? Dượng mong cái ngày á được lên chức ông ngoại lắm đó nghe. Dạ. Sao không cho con Sen nó về? Dạ thưa má, chuyện này con đâu có cấm cản gì đâu. Con nghĩ là chắc là tại Sen không có muốn. Nhưng má yên tâm đi, vài bữa nữa con sắp xếp rồi, con đưa Sen về thăm Dượng với má. Còn cái này Sen gửi cho má. Cái gì vậy? Dạ tiền của Sen đó má. Tiền của con Sen? Dạ. Nó đi làm dâu thì làm gì có tiền gửi tiền cho mẹ đẻ nó. Cái tiền này là tiền tiêu vặt của Sen, mà Sen không có xài dành dụm gửi về cho má. Má cầm đi cho Sen vui. Không, má không cần tiền, má chỉ cần con Sen. Thôi khuya rồi, con xin phép con về. Thưa Dưỡng con về. Ừ. Vũ. Dạ. Nếu con yêu con Sen và có một chút tình thương đối với má, con hãy cố gắng làm cho con Sen nó được hạnh phúc. Hãy bảo vệ nó. Nếu nó có làm gì sai, má xin con hãy thông cảm và tha thứ. Dạ con biết rồi. Khoan. Dạ. Con cầm tiền về đi. Đây là tiền của Sen chứ không phải tiền của con đâu má.
Tâm gửi. Tâm gửi đang chờ ai và chuẩn bị đi đâu đúng không? À, Tâm gửi đang chờ mấy người bạn để đi chợ huyện. Ủa, đi chợ huyện? Tôi cũng đi chợ huyện nè, cho tôi đi chung với. Hình như là cái ý định đi chợ huyện của sậy á là mới nghĩ ra phải không? Sậy có cảm giác là Tâm gửi không có chút thiện cảm nào đối với sậy hết. Có chứ. Khi nào? Lúc xưa, hồi nhỏ, lúc còn đi học á. Ừ, thời đó nghĩ lại vui thiệt. Sao Tầm gửi không cố gắng nuôi điều đó cho đến bây giờ? Có những lúc nghĩ lại chuyện quá khứ, rồi nhìn ở hiện tại, tôi cảm thấy tôi sợ khi gặp sậy. Sợ? Có ghét không? Tôi... Ghét của nào trời trao của đó. Tâm gửi. Lực, khỏe không? Bữa nào đi nhậu nha, lâu quá mới gặp. Ừ, bữa nào rảnh gặp, bây giờ tụi tôi phải đi. Chà, tôi thấy cái bộ xứng đôi dữ ha. Anh này. Còn em nữa, ngồi sát vô. Ôm em ếch anh vậy nè, một lát á anh chạy nhanh lắm đó. Anh này, Tầm gửi mắc cỡ rồi kìa. Mắc cỡ cái gì? Yêu là phải nói, mà Tầm gửi yêu đúng đó. Yêu là phải yêu như vậy nè, đừng có yêu mấy người ba trợn. Thôi đi, người ta là cô giáo, ai mà ăn nói sổ sàng giống như anh vậy hả? Thôi đi đi, để hết ngày hết giờ đó. Đi, đi nha sậy. Đi nha. Vợ. Dạ. Ôm yêu ếch anh vậy nè. Anh chạy nhanh lắm đó. Chợ huyện thẳng tiến. Lên. Ớt ơi, ớt. Dạ. Mày nấu cơm với luộc rau chưa? Dạ rồi.
Nói vậy rồi trưa nay hai cha con mình ăn có nhiêu đó thôi hả? Thì tại vì mấy món đó dễ làm, con làm dễ ăn. Nếu mà tí thích, con tăng cường thêm cho tí một món. Món gì? Hậu vịt chiên. Thôi, tía no ngang rồi con. Trời đất ơi, cái tay mày bị gì vậy? Bị đứt. Sao đứt? Cắt hậu vịt đứt tay. Trời đất ơi, hậu vịt người ta đập, chứ ai mà cắt ông nội. Con thích cắt. Tao mệt mày quá. Mà con nói tía rồi nha. Mình á, phải tự lực cánh sinh, đừng có nhờ giả gì hay. Trời đất ơi, mày có đứt tay không? Không. Không đứt tay quá làm chi? Tí dạy bệnh giống con dạy bệnh giống tía. Giống tía. Còn con nói tía đâu, phải tự lực cánh sinh, đừng có nhờ giả gì hay. Không biết tía nghĩ sao chứ con thấy ngại trong người quá. Ê ớt, tao là tía mày nghe ớt. Tao đi guốc trong bụng mày nghe ớt. Nè, mày bày ba cái trò này để mày trốn học, mày nghỉ học đúng không? Tía nói vậy mà tía nói tía đi guốc trong bụng con. Tía không có hiểu con. Cái gì? Con hiểu tía nè. Con thương tía, con mới nghỉ học đó. Trời ơi, tao nghe mày nói tao rỡn da gà luôn á. Nè, nghe nè, ngày mai không có cần qua nhà gì hay nhờ giả cái gì nữa hết trơn á. Bởi vì tao thấy cái chiêu giả đò bệnh như vậy á thì không đạt hiệu quả như mong muốn rồi con ơi. Thôi, đi nấu cơm á. Mà cũng tại mình, làm đàn ông mà nhát quá. Đứng trước một người phụ nữ bề thế mà không dám ngỏ lời. À đúng rồi, mình phải nhờ tới văn chương thì mới mong có cơ hội. Ớt à. Dạ. Ngày mai nhớ không có qua nhờ giả gì gì hai nữa trơn nghe nhau. Hên xui. Rồi coi chiều rảnh rảnh á, chạy ra ngoài tạp quá đó, mua cho tía cuốn tập, rồi cây viết, mấy bầu thơ với mấy con tem nữa nghe chưa. Vậy hả tía? Thì để tao kiếm má với em về cho mày. Ủa dạ. Trời đất ơi, cái gì vậy? Xúc động quá, bể dĩa. Trời ơi, tao bệnh thiệt với mày rồi ớt ơi. Đang làm gì vậy? Tôi lựa mớ đậu để ngâm, mai nấu chè rơi nước, cúng ông địa, ông thần tài cho bà chủ. Ba má tôi đâu? Hình như câu này tôi trả lời với cô mấy lần rồi đó. Ông bà đi chùa ở núi Bà Tây Ninh á, 2-3 ngày ở trển để làm công quả. Ủa, mà cô kết sổ rồi gom phơi hết cho bà chưa? Chứ chiều nay 3 giờ bà gọi về không có là bà la đó nghe. Chuyện của tôi, đừng có xía vô làm gì. Ủa, bà chị dâu mỹ miều của tôi đâu rồi? Cô Sen á, hơi nhức đầu, hồi nãy uống viên thuốc rồi vô phòng nằm nghỉ rồi cô. Làm dâu sướng gần chết mà còn giả bộ bệnh. Trời ơi. Chị Sen. Chị Sen ơi. Chị Sen. Chị Sen.